Rồi, hello. Chào mừng cô chú anh chị đã trở lại với trại bò giống Tiền Giang của em nha. Thì hôm nay em có về một cái lô bò mới nha cô chú anh chị. Đó thì trước khi vào video thì vẫn khi nhấn như thường lệ thì xin cô chú anh chị hãy nhấn vào cái chữ đăng ký kênh để khi nào em có lên clip thì cô chú anh chị tiện theo dõi nha. Hôm nay bò em về cũng rất là đông này nè. Đó thì để em sẽ nay có về một cái lô bò 3B với kem luôn nha. Đó thì giá cả rất là ok luôn. Trại của em thì ở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Số điện thoại 0378 224 523. Thì trước khi vào chương trình thì em xin giới thiệu với cô chú anh chị là khi em giới thiệu sơ qua bên đây của em đó là gồm có về bò mới là có một lô 3B nha. Rồi kem có, với bò đực lở có, rồi bò đực kem ít ít tiền. Thì trại em ở ấp Phú Khương C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đó thì em giới thiệu xong đó thì em sẽ quay những cái clip mà em đã giao bò đó, giao bò rồi xong rồi em sẽ báo giá từng con hết nha. Đó rồi bò hôm nay cũng 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 đông lắm đó nha cô chú anh chị. Hôm nay thứ bảy rồi thì ví dụ tối nay cô chú anh chị có xem được cái clip em đó thì sáng chủ nhật nay là có gì liên hệ nha. Chủ nhật là rảnh rồi có thể đi đi xem coi giá cả với bò bên em, nếu giá cả hợp lý ok thì ủng hộ em nha. Rồi chúng ta bắt đầu vào video thôi. Bữa nay là ngày 26 tháng 10, là em giao bốn con này là về Long An nha. Có đít nè. Rồi đây, ta bắt đầu vào video nha. Đây để em quay mấy mấy bữa trước là quay ở sau đít quay tới rồi. Nay là quay quay trên đầu quay xuống cho cô chú anh chị xem nha. Nào từ đầu chuồng tới cuối chuồng nha. Đó, trại của em bò thì rất là đông nha. Đó, quay cho cô chú anh chị xem tham khảo một cái rồi em sẽ báo giá nha. Đó. Đó, con sơn cái nha. Cái quá trình em cho ăn đây. Đó. Thì ở đây là em có gắn nước hết rồi cô chú anh chị, thấy không? Rồi nước đây gắn là xả xả cho nó uống. Xả vừa xả cho uống cho ăn luôn. Đó, rồi nước em gắn sẵn hết. Con nào đấy đẹp chưa, đây lô 3B nha. Đó có lô 3B đen, cô chú anh chị nào cần xài 3B thì alo trực tiếp với em nha. Em quay sơ qua cái em sẽ báo giá. Tiếng ra cây dưới dây nữa. Rồi hôm nay em sẽ quay em sẽ báo giá ngược lại nha. Thay vì mấy hôm trước là báo giá từ mấy con bò ít tiền cho tới bò lỡ đó, thì ít tiền thì giá đây nè cô chú anh chị. Nó như này ha, đây nè 12,5 triệu. Nó 12,5 triệu thì bây giờ hôm nay em sẽ báo ngược lại. Hôm nay sẽ báo bò lỡ trước, bò lỡ bò đẹp nhiều tiền trước, còn bò ít tiền báo sau. Đó thì con lỡ đầu tiên là con kem nè, cao mét mấy nha, giá 18 triệu nè. Con này thì nói chung nó bò kem, tinh kem nhưng mà nó con mẹ cọp cô chú anh chị, cho nên nó lai mẹ hơi sâu nhưng mà tàn sát rất là lớn. Nó con này 1 tuổi nha. Đó, nó cao chắc cỡ mét tư chứ hơn mét tư. Xương sóc thì cũng to cao, xương đẹp, đùi thẳng băng nha. Đó thì con này giá chỉ có 18 triệu thôi. Rồi ở đây có cặp đực nha, cặp đực lỡ nha, cặp đực lỡ này là cặp đực đẹp nha. Đó giờ báo đực lỡ trước đây, lưng nè. Con này thì đít khù dữ dội lắm ạ. À, 1 tuổi rồi nha. Đó, cặp này á, thì nếu cô chú anh chị nào bắt hết một cặp á, thì em để cho giá 40 triệu, còn nếu mà bắt bắt lẻ thì con này 20 nè, con này 21. Đó, nếu bắt lẻ nha, lưng nè.
lẻ thì con này 21 nè. Rồi con này 20. Bò này hiện trăm mấy thì tuột hết nha cô chú anh chị. Bò này trăm mấy thì tuột hết nha, bò lỡ cả tuổi bò hết rồi. Đó. Nếu mà bắt cặp thì 40 triệu. Còn bắt lẻ thì con 20 con 21 ra 41, còn bắt lẻ thì cái con kia đó là 20 con này 21 nè. Rồi ở đây em có 4 con kem nha. Đó. 4 con kem này thì em cũng để đồng giá rồi. Đó, con này lưng nè. Đó, đẹp ghê không? Đó. Mấy con này thì cao 1m10 mấy bò hết nha cô chú anh chị. Có cái này là 7 tháng mấy bò hết rồi nè. Bò 7 tháng mấy nha. Xương sóc nè. Xương sóc rất là to. Lưng nè. Lưng dai nè. Thì mấy con này là 7 tháng mấy bò hết rồi. Cao 1m10 mấy hết nha cô chú anh chị. Rồi con thứ hai nè. Em có 4 con kem nha. 4 con kem đồng giá nè. Con thứ ba nè. Kem xám nha. Có người ta kêu xám trâu á. Có người thì kêu xám trâu. Đó. 4 con. 4 con này đồng giá nha. Mấy con này là 7 tháng rưỡi bò hết rồi nè, lưng dai nè. 4 con. 7 tháng rưỡi cao 1m10 mấy nha. Lớn bò. Bò này nó lỡ lỡ bò hết rồi cô chú anh chị. Bò lỡ lỡ bò hết rồi. Đúng không? Rồi. 4 con này em để đồng giá nha, 15 triệu con nha. Đồng giá hết. Lưng. Đó, lưng đôi đã không? Sám trâu. Một ba con siêu sám, sám trâu với một con kem đỏ. Giá nó chỉ có 15 triệu một con nha. Rồi ở đây nè. Con này thì 8 tháng mấy 9 tháng bò. Nhìn cái đít nè. Đó. Ghê chưa. Đó. Trong bầy thì có con này là dữ nhất nha. Quýp nhất. Đẹp nhất. Quá trời bò luôn. Con này 8 tháng mấy 9 tháng bò cô chú anh chị. Đít nè. Cao 1m10 mấy nha. Lưng nè. Thì nói chung là bò đẹp thì giá nó cũng hơi đẹp đẹp một chút. Nó tiền nào của nấy. Đó, bò này thì con này thì quá quýt rồi, con này nó lỡ rồi nha, xương sóc. Xương sóc to nha. Quá quá đẹp con bò luôn. Con này 9 tháng bò nha cô chứ anh chị, lỡ bò, con bò này con bò lỡ nha, muốn là bò lỡ mà con bò đẹp nữa. Giá nó hơi đẹp. Nó con này 16 triệu nha. Lưng dai nè. Chỉ có 16 triệu thôi. Trời bò này quá trời rẻ luôn. Cái đít. Con bò này lỡ mà. Quá trời cái đít luôn. Nè. Hết biết cái đít không? Đít mẹ lên. Bò lỡ nha. 8 tháng mấy 9 tháng bò. Giá 16 triệu. Rồi ở đây em có một cặp. Con này với con này hai con nha, một cặp nữa. Ở đây tổng thể hết 3B, bên đây em có 6 con. 6 con nhưng mà nó đủ giá hết nha, chứ không phải một giá. Thì cô chú anh chị nếu mà lựa chọn 3B không thì ở đây em có 6 con 3B được nha. Nhưng mà giá nó đủ giá rồi nè. Có con này là 16, con này thì lỡ lớn tiền. Rồi cặp này giá 30 triệu cặp này. Đó, lưng dai nè. Con thứ hai nha. Cao hết mốt hết nha cô chú anh chị. Mấy con này thì nó cũng 7 tháng mấy bò hết rồi. Nó bằng với mấy con 6 bên kia đó. Một chạng luôn. Cũng lớn bò lắm rồi. Đít nè. Bò. Đây, lưng nè. Đó, hai con nha. Hai con này 30 triệu rồi, cặp này. Con này hai con này một con này giá riêng nha. Đó. Con này lưng dai nè. Có
này thì nó trèm trèm mét mốt với yếu mét mốt thì cô chú anh chị, con này thì nó hơi yếu yếu mét mốt, nhưng mà có con cái là nó mập lắm đó, nè lưng dai nè, hơi yếu mét mốt nhưng mà mập lù, quá trời mập luôn á. 14,5 triệu, 14,5 triệu nha cô chú anh chị. Đây lưng dai nè, con này thì báo chưa được mét mốt nha, nhưng mà nó cũng mét 06, 07 gì đó, chưa được mét mốt, nhưng có cái mập, mập từ trên dưới luôn, mập toàn phần đít hết, biết không, bóng bóng màu nha, nhưng mà chiều tối rồi em không có tắm, lúc này trời hay mưa mưa đó, cô chú anh chị, trời mưa là thứ nhất là sáng với hai là chiều là em không dám tắm, mưa rồi mình tắm sớm nó dễ bị cảm. Rồi xong đây em có cặp cặp ba bê này, con ba bê này thì em nói thiệt với cô chú anh chị luôn, tại cái con này nó bị mất gì với em hay sao á, chứ cái con này nó cũng cỡ 7-8 tháng bò rồi nè, con ba bê muối tiêu này nè, nó lớn bò dữ lắm, bò rồi mà nó làm như nó mất viên hay gì á, nó ở chuồng em hơi lâu rồi cho nên em bán xả luôn nha, 12,5 triệu. Chứ con này lúc trước thì em bán 14,5 triệu, 15 triệu, 15 triệu, bán 14,5 triệu. Bây giờ nó nằm ở chuồng em hơi bị lâu rồi đó, cho nên là hình như nó mất viên sao, em bán xả ra luôn nha, bán xả lỗ luôn, 12,5 triệu. Con đó với con này, con này thì mới về nha, con này thì mới về đó, nhưng mà đều có con cái cũng 3B, nhưng mà nói chung là không được mập, bán 12,5 triệu luôn đó. Con này thay vì con này với con kia nó đứng bằng nhau như đó, mà con này nó ốm hơn nè, còn con này đít nè đó, thì bởi vì con hô chú anh chị hỏi tại sao con hai con đứng bằng nhau mà con 14,5, con 12,5 nha, nó mình phải nhìn cho kỹ, nó không phải là cao mà ngon đâu, quan trọng là cao mà phải mập mới được, còn mà ốm thì bán theo ốm đó, mập thì bán theo mập đó, thì hai con này giá là 12 triệu cặp, này là chỉ có 25 triệu thôi đó. Rồi tới đây nè, đây con này con kem nha, ở đây ba con em bán 14,5 triệu nè, 14,5 triệu con nha đó, con nào con nấy, thì mấy con này cũng 7-8 tháng rồi, lớn tàn nha đó, con kem bướm với con kem trắng đó. Cao con, mấy con này cao mét mét mốt chứ có hơn rồi, lớn bò dữ lắm rồi, 14,5 triệu luôn nha, ba con nè đó. Con này thì lớn quá quá lớn rồi, rồi bán xạ đại ra cho nó lẹ. Rồi ở đây em có từ con này nha, giá 12,5 luôn nè, một con nè đó, thì cô chú anh chị nào muốn kiếm hết tiền thì đây nha, 12,5 nha đó. Hai con nè, cho coi lưng dai luôn nè đó. Thì nó vậy đó. Hai con nè, ba con nè, thì mấy con này thì báo với cô chú anh chị là nó không được mập nha, nó không có được mập. Đây bốn con nè, năm con nè, sáu con. Rồi mấy con này là cao mét mốt hết nha cô chú anh chị, cao mét mốt hết, 6 tháng mấy 7 tháng nè. Rồi thì mấy con này thì giá chỉ có 12,5 triệu cô chú anh chị, nó thì nó cũng cao mét mốt bò hết nha, 6 tháng mấy hết rồi, nhưng mà đều có con cái là không có đường mập luôn, bò hết chắc, thì giá cứ 12,5 triệu, thì nói thật sự ra là mấy con này em bán giá này cũng như bán giá ngay thịt luôn á, chứ không có kiểu mà bán bò nuôi luôn á, nó bán xả ra đó. Thịt nó cũng đủ giá 12,5 đó nha. Rồi thì trại của em ở ấp Phú Xuân C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, thì cô chú anh chị nào cần cứ alo trực tiếp với em nha. Quên nữa, đây em có ba con bò cái nữa nha, ba con cái cạo nữa nha đó, cô chú anh chị nào cần cạo đám cạo gì thì cứ alo trực tiếp với em nha đó. Mấy cái này thì
tiệc tùng đám giỗ quải đồ thì ok hết nha. Mấy con này thì giá chỉ có 9 triệu, mà mấy con này thì nói chung là cạo thì nó ra cũng khoảng 80 với 80 mấy ký cạo nha. Đó. 9 triệu thì nó cũng tầm khoảng nói chung là nó trên 80 ký cạo á. Rồi cô chú anh chị nào cần cứ alo trực tiếp với em nha. Con này thì ít tiền. Đó, con kem này ít tiền. 7 triệu rưỡi. Rồi thì cô chú anh chị nào cần alo trực tiếp em, số điện thoại 0378224523. Em ở Phú Hưng C, xã Phú Ký, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Rồi em chào cô chú anh chị.